Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Kim Trang. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2021. Shop em có nhận một đơn hàng của một cô đặt 10 cây bông trang sen Thái. Thì bây giờ là shop em sẽ chọn 10 cây để gửi đến cô. Đây em đã chọn được 3 cây. Ba cây một cốt nha cô chú anh chị. 10 cây đều là một cốt hết. Ba cây. Cây thứ tư. 4 cây. 5 cây. Đem vô nhà em bỏ cỏ ra. Ở ngoài vườn cái gì cỏ quá cô chú ơi. Rồi. Tí nữa em sẽ đóng hàng cho cô chú xem tham khảo.